Hello, hello. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay là 17 tây tháng 7 năm 2021, cũng là ngày thứ 7 cuối tuần. Cô chú anh chị và các bạn có đi đâu chơi không nào? Còn riêng shop Hoa Kiển Kim Trang của bên em đó thì vẫn là ra vườn, thăm vườn và bắt gặp một chú bướm đang đậu trên một cây bông tràng mỹ vàng rất là đẹp. Đây, cô chú anh chị xem. Anh đậu đó, anh say sưa luôn. Anh không có hay là có người quay phim ảnh luôn. Đó. Anh đậu say sưa lắm luôn cô chú ơi. Cây bông tràng mỹ vàng này khá là cao rồi nha cô chú anh chị. Anh đang cho bông. Cây này là thành phẩm rồi đó. Em xuất bán luôn, giao lưu luôn ạ. Quá chừng luôn rồi, em quay lâu hết sức luôn á. Mà anh đậu xong rồi giờ anh bay rồi. Đó, giờ anh quay lại, cưng quá. Cô chú xem anh đậu say sưa luôn. Bông mỹ vàng cái màu quá là tươi bởi vì anh đậu. Đó, phía trong đó là vàng son, rồi anh bay luôn rồi. Ở đây ảnh đậu cái bông mai vàng hương đọt xanh. Rồi bay luôn rồi. Qua bên đây có ảnh đi đâu rồi. Rồi ảnh bay luôn rồi cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị cùng ngắm lại cái bông tràng mỹ vàng. Cái bông này nở rất là đều. Đây, em vào đây cho cô chú xem cây bông tràng vàng son. Một màu vàng cũng đẹp không thua gì mỹ vàng. Đặc biệt là cái chân ảnh màu đỏ nha. Còn anh này là tím sen thơm Vĩnh Châu à. Đây, cái chân ảnh thì màu tím sen. Cảm ơn cô chú đã theo dõi video.